Vào hồi 0 giờ 46 phút rạng sáng nay ngày 24 tháng 5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến 14 người thiệt mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Công an thành phố, phối hợp cùng các lực lượng chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, tìm kiếm cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và kịp thời cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng xác định có 14 người tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng ngày 24 tháng 5. Ngay đầu giờ làm việc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các lực lượng chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa những người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ. Cũng ngay đầu giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại cơ sở. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát lại các quy định của pháp luật về điều kiện phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7. Kiểm tra phân loại có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới.